lưng lên. Hai bự rồi. Con lươn này hơi bự rồi. Hai tay phố chở các bạn. Nay mình kiếm được con lươn nè. Nay mình cho con cá rồng ăn lông mình ăn. Con này chắc cái hơi bự quá. Không biết nó, con ăn lông mình ăn được hay không nè. Cũng lần đầu cho nó ăn lươn. Rồi lúc trước mình có cho nó ăn cá mối, kỳ nhông, nhái. Chứ có một lần một con cho nó ăn một con rắn nhỏ. Nhỏ hơn con này rất là nhiều. Nên mình cho nó ăn con lươn nữ. Rất là bự. Còn sống, nói chung thì cá thì nó thích ăn màu sống hơn là màu chết. Nè ở đây, ở đây cho ăn nè. Đây mình cầm lươn lên. Hơi bự rồi. Con lươn này hơi bự rồi. Lươn hơi bự rồi. Lươn hơi bự các bạn. Chạy. Hơi bự rồi, khó chơi. Chưa đâu, con ngăn lông mình nó chưa vô đâu. Còn me đó. Chưa bỏ cuộc đâu.